Ủa thì mình được đi ra thiên nhiên nhỉ? Đúng lúc là Phúc Nhân đang ước mơ làm thiên nhiên nhỉ anh. Đúng không? Rồi mình cho Nhân coi cái gì cho cảnh đó là thiên hòa không muốn đâu. Đúng không? Người ta bé đại rồi. Lâm lên xe hay nó xì ra.